Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua 24 tháng 8, buổi lễ tưởng niệm nhà báo Mỹ James Foley, người bị nhóm phiến quân tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS hành quyết cách đây không lâu tại Syria, đã được tổ chức. Với sự tham dự của gần 1.000 người, bao gồm có gia đình, bè bạn và cả những người không quen biết với nhà báo Foley. Tại buổi lễ, những người tham dự cũng đã cầu nguyện cho những người khác hiện đang bị các nhóm phiến quân bắt cóc được an toàn trở về bên gia đình thân yêu của mình. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức ở thành phố Rochester, tiểu bang New Hampshire, quê nhà của James Foley, với sự tham gia của gia đình và khoảng 900 người, gồm bạn bè, người dân thành phố. Tại nhà thờ Our Lady of the Rosary, giám mục Peter Libaski cầu nguyện cho Foley, Stephen Sutloff, một nhà báo cũng bị bắt, cùng tất cả các con tin khác. Nhà thờ chính là nơi Foley từng đi lễ lúc sinh thời. Hãy cầu nguyện cho anh ấy, vì sự dũng cảm, can trường mà anh ấy đã thể hiện trong cuộc chiến chống lại cái ác trên thế giới này. Cầu mong sự bình yên sẽ đến với những người vẫn đang bị bắt giữ. Sự ra đi của Foley đã để lại nhiều tiếc thương đối với bạn bè và cả những người mà anh không quen biết. Tôi cũng là một người mẹ và tôi hiểu nỗi đau mà bà Foley đang phải gánh chịu. Tôi muốn cầu nguyện cho linh hồn anh ấy được siêu thoát. Và với tư cách là một nhà hoạt động vì nhân quyền, chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa vì những người như Foley. Mặc dù biết vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ lành, song tôi mong gia đình anh sẽ có đủ sự mạnh mẽ. Tang lễ của Foley sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 10, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 41 của anh. Chia sẻ về con trai của mình, gia đình Foley cho biết, sự hy sinh của Foley sẽ là một thách thức cho những kẻ bắt cóc anh vì chúng không thể vượt qua được sự dũng cảm mà anh đã thể hiện khi đưa tin về số phận của những thường dân tại các nước có giao tranh như Libya và Syria. Con trai tôi tượng trưng cho tình yêu và niềm hy vọng. Đã có quá nhiều người đang phải chịu đựng đau khổ tại Trung Đông và có rất nhiều người đã bị bắt cóc. Vì thế, lễ tưởng niệm này là dành cho những người luôn hy vọng về hòa bình và muốn tưởng nhớ đến James. Ông bà John và Diane cũng cho biết họ sẽ thành lập một quỹ nhân đạo mang tên con trai mình để ủng hộ cho việc bảo vệ những nhà báo làm việc trên chiến trường. Và trường đại học Marquette cũng dự định trao tặng học bổng James Foley. Ngay sau khi nhà báo người Mỹ James Foley bị hành quyết tại Syria, Lầu Năm Góc tiết lộ rằng họ từng mở chiến dịch giải cứu phóng viên này. Cuộc đột kích của lính Mỹ vào trung tâm vùng lãnh thổ IS kiểm soát diễn ra vào ngày Quốc khánh Mỹ, tức là ngày 4 tháng 7, với sự tham gia của ít nhất hơn 20 lính đặc nhiệm Delta Mỹ. Tuy nhiên, cuộc giải cứu đã kết thúc trong thất vọng khi không có con tin nào được tìm thấy. Lầu Năm Góc chính thức công bố vụ giải cứu bất thành vào ngày 20 tháng 8 sau khi chính quyền Tổng thống Barack Obama hứng chịu chất vấn dữ dội từ dư luận và giới chính khách rằng liệu Washington có làm đủ mọi cách để cứu lấy mạng sống của Foley hay không. Sứ mệnh giải cứu tập hợp hàng chục biệt kích đến từ mọi quân chủng của quân đội Mỹ, bao gồm lực lượng Delta và Trung đoàn Không vận số 160. Máy bay Mỹ đã tiến vào không phận Syria vào ban đêm trong tình trạng phải đối mặt với các khẩu đội pháo phòng không mà theo các quan chức quân đội kỳ cựu là đặc biệt nguy hiểm đối với mọi phi công. Được biết, chiến dịch có sự tham gia của các trực thăng Black Hawk, chiến đấu cơ và máy bay không người lái có vũ trang được triển khai nhằm yểm trợ lực lượng tập kích trên bộ. Tuy nhiên, chiến dịch do Tổng thống Obama phê chuẩn đã thất bại bởi không có con tin nào được tìm thấy tại địa điểm xác định trước đó. Đầu mùa hè này, Mỹ đã thực hiện một cuộc giải cứu các con tin của Mỹ ở Syria, bao gồm cả James Foley. Nhưng rất tiếc là sứ mệnh giải cứu đã không thành công vì những con tin đã không ở đó. Nhưng tôi tự hào về lực lượng Mỹ. Chúng tôi đã nỗ lực để mang các công dân của mình về nước và đưa những kẻ bắt cóc ra trước công lý. Mỹ đã xác nhận nhóm đặc nhiệm đã đụng độ với lực lượng IS và bắn chết vài tay súng trong lúc rút lui. Vụ chạm súng khiến một phi công trực thăng Mỹ bị thương nhẹ. Đây cũng là cuộc đối đầu trực tiếp trên bộ đầu tiên giữa Mỹ và phiến quân nhà nước Hồi giáo, đồng thời là hoạt động quân sự trên bộ đầu tiên của Washington tại Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này nổ ra năm 2011. Cuộc đột kích thất bại trong việc giải cứu con tin đã phơi bày những hạn chế của tình báo Mỹ về cuộc xung đột hỗn loạn ở Syria. Phóng viên James Foley, 40 tuổi, bị một nhóm người vũ trang bắt cóc ngày 22 tháng 11 năm 2012 ở vùng Bắc Syria khi đang trên đường đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Anh là một nhà báo dày dặn kinh nghiệm, từng là phóng viên chiến trường ở Afghanistan và Iraq. Anh cũng đã từng bị bắt cóc ở Libya, bị giam cầm suốt 6 tuần lễ. Anh từng có bài đăng trên báo Time và các cơ quan truyền thông khác.
Sự kiện nhà báo tự do James Foley bị phiến quân IS chặt đầu hôm 19 tháng 8 gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, thảm kịch này cũng khơi mào cho một cuộc tranh luận gay gắt giữa Anh, Mỹ, lâu nay không chấp nhận thỏa hiệp với khủng bố, với các nước châu Âu, luôn chấp nhận trả tiền chuộc trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu công dân của họ. Sự khác biệt về chính sách đó đã giúp nhiều con tin châu Âu được an toàn, song lại cướp đi sinh mạng của nhiều con tin người Mỹ. Theo giám đốc điều hành Philip Bamboni của hãng tin Global Post, nơi James Foley cộng tác, vài ngày trước khi nạn nhân bị hành quyết, gia đình của anh đã nhận được một bức thư điện tử với nội dung đe dọa sẽ hành hình hết sức dã man con tin này. Còn tờ New York Times dẫn lời đại diện của gia đình nạn nhân cho hay, phía IS buộc Mỹ phải trả khoản tiền chuộc 100 triệu euro, tương đương 132,5 triệu đô la Mỹ, để đổi lấy tự do của Foley. Nhưng chính quyền Mỹ đã từ chối đàm phán cũng như trả tiền chuộc mạng cho nhà báo Foley. Động thái này cũng giống như cách họ vẫn hành xử đối với các con tin khác của Mỹ, như trường hợp của nhà báo David Roth của Reuters bị Taliban bắt cóc 5 năm trước đây. Chúng tôi không nhượng bộ những kẻ khủng bố. Chúng tôi không trả tiền chuộc. Chính phủ Mỹ tuy nhiên tin rằng trả tiền chuộc cho bọn khủng bố chính là một hình thức tài trợ để giúp chúng truyền bá những gì chúng đang làm. Và vì vậy chúng tôi cho rằng không nên làm điều đó. Mặc dù luôn nhấn mạnh không nhượng bộ những kẻ khủng bố, Mỹ đã thực hiện một ngoại lệ trong việc giải cứu trung sĩ Bo Burdan từ tay Taliban. Trong cuộc trao đổi Burdan, chính quyền Obama đã phóng thích 5 tù nhân Taliban đang bị giam giữ ở Guantanamo, bao gồm cả những tên khủng bố nguy hiểm nhất. Vào tháng 1 vừa qua, Mỹ và Anh đã thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước không trả tiền chuộc cho quân khủng bố. Nhóm G8 cũng đã nhất trí thực hiện cam kết theo sự hối thúc của Mỹ và Anh. Tháng trước, một cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy Al-Qaeda và các chi nhánh của mình đã nhận được số tiền 125 triệu đô la Mỹ cho những con tin mà họ bắt giữ từ năm 2008, chủ yếu là từ chính quyền các nước châu Âu, và chỉ trong năm 2014, họ đã nhận được số tiền 66 triệu đô la Mỹ. Trước công chúng, chính quyền các nước châu Âu thường tuyên bố không chi trả tiền chuộc. Tuy nhiên, một cựu quan chức ngoại giao châu Âu cho biết, số tiền chuộc này sẽ được trả thông qua trung gian. Mùa xuân năm nay, 4 nhà báo Pháp và 2 nhà báo Tây Ban Nha đã bị nhóm IS bắt cóc, ngay sau khi chính quyền Pháp và Tây Ban Nha chịu trả số tiền chuộc họ thông qua trung gian. Trong đoạn video mà nhóm IS đăng tải ngày 19 tháng 8, trước khi nhà báo James bị hành quyết, anh đã nói: "Tôi đã ước rằng tôi có thể tự do và gặp lại gia đình mình một lần nữa, nhưng quá muộn rồi. Tôi đã ước rằng mình không phải là một người Mỹ." Rõ ràng là nhà báo Foley đã buộc phải nói những lời này khi bị dí dao tận cổ. Song sự hối tiếc của anh rằng mình là một người Mỹ, dù là thật hay không, cũng bộc lộ một sự thật rất u ám. Việc nhà báo Mỹ James Foley bị phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo hành quyết dã man không chỉ gióng lên hồi chuông về tính chất tàn bạo và mối đe dọa lớn của tổ chức này, mà còn đặt ra câu hỏi về cách thức xử lý trong những trường hợp tương tự. James Foley không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là trường hợp cuối cùng. Sự an toàn của mọi người dân, đặc biệt là các nhà báo quốc tế, đang bị đe dọa nghiêm trọng tại chính nơi họ đang dấn thân cho nghiệp đưa tin. Ủy ban bảo vệ nhà báo, một tổ chức độc lập của Mỹ, ước tính khoảng 24 phóng viên đang bị bắt cóc tại Syria. Nhiều người trong số họ đang chịu sự kiểm soát của IS. Tuy nhiên, danh sách này thường không được tiết lộ. Theo ủy ban này, nhóm khủng bố đã bắt cóc hơn 80 nhà báo tại Syria. Chúng đã trả tự do cho nhiều người, nhưng cũng giết không ít các nhà báo khác, gồm vụ việc gần đây nhất liên quan tới nhà báo Foley. Trong số này có Stephen Sutloff, nhà báo Mỹ xuất hiện ở cuối đoạn video hành quyết James Foley do IS đăng tải hôm 19 tháng 8. Austin Tice, một phóng viên tự do, cộng tác với tờ Washington Post, đã mất tích tại Syria hồi tháng 8 năm 2012. Kể từ đó, Tice bật vô âm tín. Tháng 10 năm 2013, kênh truyền hình Sky News Arabia thuộc đài Sky News của Anh có trụ sở tại Abu Dhabi đưa tin, nhóm phóng viên của họ đã mất tích tại thành phố Aleppo của Syria. Họ đã mất liên lạc với phóng viên Isaac Mokhtar, quốc tịch Mauritania, nhà quay phim Samir Kassan, quốc tịch Liban và tài xế người Syria của họ. Đến giờ, số phận của 3 phóng viên này vẫn chưa được xác định. Hiện công tác điều tra thân phận kẻ thủ ác vẫn đang tiếp tục được tiến hành, dựa trên những chi tiết thu thập được từ đoạn video mà nhóm phiến quân tải lên mạng. Bước đầu, các cơ quan tình báo Anh như MI5 và MI6 đã xác định được danh tính thủ phạm hành quyết dã man nhà báo James Foley. Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Westmacott cho biết, hiện các cơ quan tình báo của Anh đã xác định được tay súng của nhóm nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley, nhưng không tiết lộ tên của thủ phạm. Theo ông Westmacott,
Các chuyên gia Anh đã sử dụng các công nghệ tinh vi để nhận dạng hung thủ qua giọng nói. Tuy nhiên, ông Westmacott nhấn mạnh rằng đây không phải chỉ là vấn đề về một kẻ giết người, mà là một mạng lưới khủng bố. Tôi nghĩ có đến 500 người từ Anh đã gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan Jihad, trong đó có nhóm nhà nước Hồi giáo. Vì thế, chúng tôi đang tập trung nỗ lực để ngăn chặn những mối đe dọa khủng khiếp này. Như Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã nói, thì đây là sự phản bội đối với tất cả những giá trị mà chúng ta bảo vệ. Và tôi nhấn mạnh thêm rằng, đó cũng là sự phản bội đối với lời răn dạy của nhà tiên tri Mohammed sáng lập ra đạo Hồi. Trong khi đó, hãng tin Fox News của Mỹ dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao giấu tên phương Tây tiết lộ, ca sĩ nhạc rap Abdel Majed Abdel Bari là nghi phạm vụ hành quyết Foley. Mặc dù các quan chức tình báo Mỹ không công khai bình luận về thông tin này, nhưng một nguồn tin uy tín của Fox News tiết lộ, cha của Bari từng bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ hồi năm 2012 vì có dính dáng đến chùm khủng bố Bin Laden và vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở châu Phi năm 1998. Bari đã bay sang Syria hồi năm 2013 để gia nhập tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo IS. Hiện đã có hai tờ báo Anh, bao gồm The Sunday Times và Sunday People, xác định Bari là thành viên trong nhóm ba tay súng gốc Anh của IS, có biệt hiệu là The Beatle. The Beatle từng khoe đã kiếm được hàng triệu đô la Mỹ tiền chuộc từ các quốc gia châu Âu, đủ để chúng gác kiếm để sang sống tại Kuwait hoặc Qatar. Những năm gần đây, sức mạnh của nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã lớn mạnh không ngừng và mở rộng sức ảnh hưởng ra nhiều khu vực khác ngoài Trung Đông. Theo giới chuyên gia phân tích, sự ra đời và lớn mạnh của IS như hiện nay không đơn giản chỉ như một băng đảng xã hội đen hay một tổ chức kiếm tiền bằng cách chém giết, cướp bóc, mà tham vọng của IS còn vươn ra khắp toàn cầu. Và chính quyền các quốc gia sở tại và người chịu trận trong các hoạt động này chính là dân thường. Trong những ngày qua, cả thế giới chấn động khi tổ chức nhà nước Hồi giáo liên tiếp đưa ra các thông điệp mang tính khiêu khích và cảnh báo nhằm vào phương Tây. Ngay chính Mỹ cũng phải thừa nhận, IS đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi sẽ làm những điều cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ và để công lý được thực hiện, nhất là những gì xảy ra đối với nhà báo James Foley. Vì thế, chúng tôi đang tích cực xem xét những điều cần phải làm để đối phó với mối nguy cơ này, và chúng tôi sẽ không vì giới hạn ở các đường biên giới. Mỹ cân nhắc việc tiến hành không kích vào các mục tiêu phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng, không chỉ tại Iraq mà còn có thể ở Syria. Dự kiến Tổng thống Barack Obama sẽ xem xét phương án này trong vài ngày tới. Trong một diễn biến mới nhất, ít nhất 346 tay súng nhà nước Hồi giáo IS và hơn 170 binh sĩ quân đội Syria đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội ở các căn cứ không quân Tabqa. Đây là cứ điểm duy nhất tại các tỉnh ra qua của Syria mà chưa rơi vào tay IS. Cuộc giao tranh ác liệt còn đang tiếp diễn, cho thấy phiến quân Hồi giáo cực đoan IS đang quyết tâm hiện thực hóa cái gọi là Caliphate, tức là một đế chế Hồi giáo không chỉ ở Trung Đông mà còn ở khắp thế giới. Mối đe dọa từ nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã quá rõ ràng. Vấn đề là Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ làm gì để ngăn chặn mối nguy này? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.